Trai ơi, Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Và không quên chúc toàn thể quý vị có thật nhiều sức khỏe, luôn an vui trong cuộc sống nha. Qua video này Châu Phú cũng mong quý vị và các bạn hãy chung tay với Châu Phú để thả con chăn này, và có thể giúp cho chú thím ở đây trả một phần nợ cho chú thím an tâm nha quý vị. Rồi vậy thì con xin chào và tạm biệt. Mong chú thím qua cái video này thì con mong chú thím sẽ cố gắng niệm Phật và tinh tấn để tu hành, để mình sẽ có một công việc khác tốt hơn và phát triển hơn, giàu có hơn. Dạ con chào chú. Chào con. Sao ông hiện giờ là con đi đến đây, con quay sẵn gặp ông nè. Ông làm ơn cho con hỏi trước giờ ông có từng thấy con chăn nào như thế này chưa? Không, tám mười mấy tuổi đầu mới thấy nè. Vậy đó ha. Ông ở gần đây không? Đây nè, gần đây. Vậy đó ha. Hồi xưa ở trên Campuchia cũng không từng có thứ này. Vậy là ông cũng từng ở Campuchia nhưng Campuchia mà chưa thấy ha. Sinh đẻ ở Campuchia luôn. Vậy đó ha. Mà chưa từng thấy chăn thế này. Bởi vậy con nghĩ con nhịn chăn này nè. Chú quay lên trên Facebook con nói cái này chắc cũng là có cái gì đó huyền bí đây. Sợ nhiều khi người ta làm núi á, động chăn ở trên núi tu á, rồi cái bò xuống tình cờ mới gặp chú, mới gặp mới bắt vậy đó. Chăn người di he nó đeo tùm lum cho chú không gỡ nè. Tôi sợ chăn sợ gắn dữ lắm. Vậy ha. Mới từng thấy răng này. Nhưng mà mà con mẹ hiền quá à. Con là bắt ra nãy á. Dạ. Trời ơi, nãy ông quay cậu lại đây ngồi uống trà nè cậu. Dạ dạ cậu ơi. Chú thấy tình hình của anh Lý ở đây nè, chú thấy có khó khăn dữ không? Trời ơi, ở đây nó khó khăn nhất ở đây. Khó khăn nhất luôn ha. Khổ lắm. Khổ lắm ha. Dạ, bởi vì giờ đi làm mướn làm này kia nọ, đi đặt chuột rồi bắt về bán nuôi thân tóc. Bởi vì anh Lý anh mong có một số tiền để mà trả nợ cho người ta, con chăn này anh cho luôn cũng được nữa, để đem đi phóng sanh. Dạ dạ con được. Vậy ha, chú là chú thứ mấy? Chú tư ha. Dạ, dạ. Rồi con cảm ơn chú Tư, chúc chú Tư có nhiều sức khỏe an vui nha chú Tư. Dạ dạ. Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú đang đi lên núi Cô Tô quý vị. Thì Châu Phú nhận được cái cuộc gọi của một em gái gọi bằng Zalo quý vị. Thì nói là anh ơi, hiện giờ người ta bắt ở trên núi Cô Tô có một con chăn. Con chăn này màu trắng hoàn toàn quý vị. Con chăn này em gái gọi là con chăn bạch tạng hay gì đó quý vị. Thì em cũng có trình bày với Châu Phú là con chăn này em nhìn thấy có một cái điều gì đó nó huyền bí quý vị. Thì Châu Phú cách đây cỡ khoảng 70 cây số quý vị, thì nhà Châu Phú á, nhưng mà em gái đó đã thuyết phục Châu Phú. Thì anh nếu mà anh cố gắng anh đi lên đó, biết đâu là con chăn đó nó hữu duyên với anh thì sao. Tại vì Châu Phú liên hệ lên trên đó đó, người ta kêu tới 15 triệu luôn quý vị, ta nói có người trả là 15 triệu rồi. Thì nay Châu Phú xin mời quý vị và các bạn hãy đi theo Châu Phú, cùng bước chân với Châu Phú để nhìn cái con chăn đó nó có cái gì huyền bí không nha quý vị. Có khi nào là trong một cái mẫu chuyện là thanh xà bạch xà không? Tại vì trên núi quý vị, Châu Phú đi ở vùng bảy núi này rất là nhiều, mà muốn tìm một con chăn bình thường là đã khó rồi quý vị. Nhưng mà cái này con chăn điện chăn nó có một cái điều rất kỳ lạ là nó màu trắng hoàn toàn quý vị. Thì qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú và hãy chung tay với Châu Phú một phần nào đó để có thể là mình mua con chăn này về để mình đem lên trên núi mình thả việc. Châu Phú hy vọng là qua cái video này, nếu các bạn mà có cái tấm lòng giống như là Châu Phú và em gái đó, thì Châu Phú mong quý vị và các bạn hãy chung tay với Châu Phú. Hiện giờ Châu Phú đã được là 4.3 triệu quý vị. Anh Bình chị Kim ở bên Mỹ cho Châu Phú 100 đô thì Châu Phú nhập vô trong đó luôn. Và em gái đó tiếp với Châu Phú là 2 triệu quý vị. Vậy là Châu Phú có tổng cộng là
4.3 triệu rồi. Qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú nhé. Vâng, thì sau khi cái lời chào của Châu Phú đã chào quý vị và các bạn rồi, thì đây là Châu Phú đang đi trên cái cây cầu đi qua nhà của cái anh đó là tên Lý quý vị, nhưng mà Châu Phú không biết lớn tuổi không đây, giờ tạm gọi là anh đi, thì tới đó thấy lớn tuổi kêu chú nha quý vị. Đó, chiếc xe của Châu Phú đậu tút dưới đó đó quý vị, để làm cái lời chào và mời quý vị đồng hành cùng Châu Phú. Châu Phú cứ nghĩ rằng quý vị có khi nào con trăn này tu ở trong núi á quý vị, thì bây giờ tình hình khai thác đá quá chừng luôn, thì động nên trăn bò ra, thì người dân bắt được và có người trả là 15 triệu rồi. Chú nói nếu mà Châu Phú mà mua thả thì chú bán 15 triệu, trả giá qua điện thoại thì không bớt quý vị. Thì Châu Phú mong nếu mà quý mạnh thường quân có ai mà chung tay với Châu Phú thì Châu Phú sẽ mua và đem lên trên núi Cấm thả quý vị ơi. Rồi tới xe Châu Phú ơi. Vậy là Châu Phú mời quý vị đi chung với Châu Phú qua bên nhà nha quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, thì đây là đường vô nhà của anh Lý quý vị. Dạ, thì Châu Phú đi khi mà vào nhà của anh Lý thì đi vào trong một cái con hẻm quý vị, thì gặp được ông Hai bà Hai đây. Nay Châu Phú vào hỏi thăm về con trăn nha quý vị. Dạ con chào ông. Dạ con chào bà. Dạ thưa ông bà, thì con từ ở ngoài Long Xuyên đi vào đây. Dạ. Thì con được biết là anh Lý bắt được con trăn ở trên núi hay gì không? Dạ, trên nước. Dạ. Ở dưới chân núi ha. Chân núi, dạ. Cái đó là ảnh là đi bắt chuột hay gì không? Đi bắt chuột. Đặt chuột dạ. Tình cờ gặp ha. Dạ, tình cờ gặp bắt nó luôn. Vậy ha, là dạ. tại núi Cô Tô phải không? Không biết núi nào. Có mương ở tại mương ở dưới. Hỏi núi nào hỏi nó, tôi ở nhà không biết đâu. Vậy ha, rồi ông có thấy con trăn đó thấy ngộ không, lạ không? Cũng lạ. Tôi không coi đâu. Không coi. Thấy để con chuột đem ra cho tôi coi chứ nó chắc. Trăng bạch thì không thấy, trăng bạch gì bạch đâu. Trắng bạch ha. Bạch trắng tư. Dạ, mà hồi trước giờ ông có từng thấy con trăng màu trắng giống gì chưa? Hồi đó cho đến mới thấy vậy á. Vậy đó hả? Ông mới thấy vậy đó con. Dạ, vậy là hồi đó anh ta nói có, mà mình không từng thấy. Dạ, ông bao nhiêu tuổi rồi ông? 88 tuổi. Trời ơi, 88 tuổi mà chưa gặp được con trăng nó nha quý vị. Dạ, mới thấy. Dạ, mới thấy thiệt. Bởi vì con cứ nghĩ là một cái sợ có một cái điều gì đó nhiệm màu. Nhiều khi người ta khai thác đá đó cái động tới những con trăn rắn mà đang tu á, cái bò ra thì tình cờ anh bắt được, nên con đi đến đây là chủ yếu là con mua để thả. Đó, con làm cái video này để kêu gọi mọi người, hiện giờ con được mới có 4.3 triệu à. Ông chú kia hứa cho 200.000 nữa là ở làm công ty Mai Đức Thành, nó là 4.5 triệu, mà con trăn này anh kêu tới nói người ta trả 15 triệu rồi, để con vào trong con xem coi thật hư như thế nào. Dạ, cảm ơn ông Hai bà Hai. Dạ. Chúc ông Hai bà Hai có nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, mô Phật. Chúc chú đi nhiều sức khỏe em. Dạ, dạ. Được đó em. Dạ, dạ, dạ. Rồi, vậy con chào luôn. Dạ. Dạ, mập lù ha, dạ. Nam mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, được biết là anh Lý đi làm nghề bắt chuột nha quý vị. Đây, những cái gặp chuột của anh Lý đây quý vị. Đây quý vị, tàu Âu con này con trộn quá quý vị. Đây quý vị, thật là kỳ lạ. Đây con trộn, con này con trộn hả con? Ờ con trộn. Vậy ha. Để tao chở lên cho mình quay. Dạ. Đây quý vị. Cái này mình bắt lâu chưa chị? Ờ bắt hồi nửa cùng tay vậy nè con. Vậy đó hả? Ờ, kêu bằng cưng đi con gì trời. Rồi nó ngoan không? Trời ơi đó. Nó khôn lắm, để chuột vô là nó ăn để chuột vô là nó ăn Ủa vậy là nó ăn chuột hả? Ừ, nó ăn chuột. Vậy ha. Ừ, ăn
chuột. Mà thấy nó cũng nhát quá ha. Trời ơi, bị gì biết sao không? Đẩy nó lại hoài đó. Dạ. Ừ, đẩy nó lại hoài rồi cái bắt đầu cái xây ngang cái mình lâu lâu mình dở ra nó nhát vậy đó. Vậy đó ha. Cái mỗi lần để trong đó nó dằn khịt ha. Vậy ha. Ừ, đây nè. Đó, có chú này đi đến tham quan con chăn nữa nè. Để chuột cho ăn hả? Ờ, chào chú. À dạ. Đẹp hết sức đẹp không? Quá đẹp. À chào chú. Dạ. Trời ơi. À vậy là lớn tuổi rồi, tưởng đâu trẻ kêu bằng anh không? Không có. 53 rồi. Vậy ha, 53 tuổi rồi ha. Thương quá. Cái hiện giờ nè cái con chăn này nè là mình bắt ở đâu ha chú? Để chú đi làm bơm nước mướn người ta. À, rồi chú... mình đi bơm nước một đêm mà mình gặp vậy ha. Gặp cái khoảng giấc 8 giờ sáng ban ngày luôn. Đây nè, ngay chỗ cái đường cầu vượt nãy con chạy qua đó. À, ngoài đó đó chú đang còn đang bơm đắng đó, con máy còn chạy phình phình đó. À vậy ha. Đi làm mướn ha. Ờ, đi làm mướn đó con ơi. Rồi, chú cũng gặp khó khăn nha quý vị. Đây tối ngày đi làm mướn nhà thì cũng đơn giản đơn sơ quý vị. Mà đến đi bơm nước cho người ta 3 tháng rưỡi mà có 10 triệu bạc à. Dạ. 100 ngàn. Dạ dạ dạ. Mà ráng làm. Bởi vậy. Thương quá. Đây. Thì kính thưa quý vị thì cũng cô này là Châu Phú đi đến để hỏi thăm nhà của anh chú Lý này ở đâu. Thì cô cũng nghe cái con chăn mà màu trắng rất là kỳ lạ nên cô cũng đồng hành đi cùng Châu Phú đến đây nè quý vị. Chào cô đi đến đây cô cảm thấy sao cô? Tôi cũng cảm thấy là từ hồi nào giờ chưa thấy chăn này, nhưng mà tôi thấy nó cũng lạ lạ, thành ra tôi mới định coi đây. Nghe cháu nó nói và em nó nói thì thấy nó cũng hiền, nó đẹp. Vậy ha. Từ nào giờ chưa có thấy mới thấy đó. Dạ dạ dạ. Thì con cũng thấy quá kỳ lạ. Vì hồi lúc mà cái nè chị. Hồi lúc tôi gặp á thì tôi cũng có ngồi xuống tôi chắp tay vậy nè. Tôi nói nếu mà ông bà cho con á thì nếu ông bà của ông bà giữ á thì ông bà con đụng á thì cho con thèo thì ông bà cho đi. Yeah. Còn nếu mà như con thèo mà không nhúc nhích á, nằm im á thì ông bà cho con thì con bắt. Dạ. Yeah. Thì cái sao mà nằm cũng nằm làm thinh vậy. Yeah. Thôi rồi tôi thấy vậy thôi tôi lại tôi bắt ẩm về. Vậy ha. Nó ngay cũng dậy nha, hồi lúc nắm vô cũng dậy hai ba cái rồi cái nằm ngu rồi về đây rồi để đây rồi cháu ngoại tôi cũng gờ tới gờ lui rồi, mà nó ngay không có buông, không dám buông cái đầu. Dạ. Yeah. Cũng hơi sợ. Dạ. Thì thấy nó quá lạ, nó quá kỳ đi. Bởi vì mình cũng từ nào giờ cũng chưa từng gặp, mà mấy ông già giờ cũng 70-80 tuổi hỏi mấy ông cũng chưa từng. Dạ dạ. Từng biết cho nên đúng rồi. Cho nên thì mà nó quá đẹp nữa. Bởi vậy. Thấy nó quá trời đẹp luôn. Thì mới không, con thấy là mình bắt ở cái nơi đây là cũng là cái vùng núi Cô Tô phải không ạ? Núi dài. Cái này vậy là thuộc bên núi dài ha. Núi dài. Vậy ha. Thì ở dưới cái vùng chân núi dài mà nơi mà người ta làm ruộng đó anh chú. Dạ. Thì con cứ nghĩ là người ta khai thác đá động ở trên núi á, thì những con chăn ở trên núi nó bò xuống. Nhưng mà con đi vùng bảy núi này là đi rất là nhiều, muốn tìm một con chăn mà bình thường là đã khó rồi, nói chi là con chăn màu trắng như vậy. Bữa tôi cũng mấy tính lấy cái lan đập vào đó chứ. Vậy mà thấy nó quá kỳ mà quá đẹp, mà nhìn cái đầu giống cái con chăn mình quá. Tôi mới thấy vậy thôi kỳ kỳ quá, tôi mới gì xuống tôi lạ chắp tay tôi xin. Tôi giấy. Được. Thương quá. Bắt đi coi. Thương quá quý vị ơi. Chú cũng khổ quý vị. Châu Phú bởi vì Châu Phú muốn trả giá chú bớt để Châu Phú mua, nhưng mà trả giá không đành nè quý vị. Cũng thương quá, hai vợ chồng cũng khổ nữa. Con ơi, con nói cho cô á, thiếu nợ người ta 20 triệu, cô đóng 1 triệu vậy là 150 ngàn, đó là 20 triệu luôn. Chú giấy 3 triệu bạc, tháng 3 triệu. Chú giấy là bắt được con chăn này bán đủ 20 triệu này, nó hen là chú giao ngang luôn, chú trả nợ người ta luôn, không còn được đồng bạc nào hết. Dạ. Đi ra. Nói cho con ha. Dạ con. Có đồng chuột, vàng chuột. Đi ra. Mấy con chuột đó nó còn có khổ lắm chứ không phải ấy đâu con. Đi ra mà, ra cho tối ngày vậy đó. Nó quay phim kìa. Con ơi. Không nghe nói.
ra quay phim nè. Con ơi, đâu có gì đâu. Thấy vậy á, đó thấy không? Bắt ra đó. Nhưng mà hôm qua giờ có ăn không? Ăn chuột, ăn ba bốn con rồi. Để chuột dùng cái trường tư. Ăn cũng ba bốn con rồi. Ăn ba bốn con bữa nay bắt nó đó thấy không? Thang trắng con. Mới bắt hai ngày, ba ngày nay, hai ngày nay hả? Đó trắng toàn bộ luôn thấy không? Đẹp. Dạ dạ dạ. Quá đẹp quý vị ơi. Còn cái đầu thẹo nó là bị da cắn á, da cắn tùm lum trơn, tôi gỡ nè, mình nó bị da cắn không à. Da hay chú? Ừ, con da không, mấy chục con á, cái tâm con da á. Ủa con bự vậy bằng đầu luôn. Vậy là cái này nó ở trên đáy rồi nó. Vậy là con da cắn nha. Thấy vậy thì tôi xin này tôi bắt đem về luôn. Vậy ha. Đầu nó lại lấy xây đầu lại. Trời ơi, chú con nha, bắt được con chăn này không phải nói con. Tôi mừng, tôi khóc luôn á trời. Ông khóc luôn, có nói dân con đâu. Tại vì bởi vì thiếu nợ người ta cũng mừng quá mừng. Cũng nghèo quý vị. Dạ. Đó. Chứ không đó phải thì hiền con là đâu có gì đâu. Thì hôm nay là con đến đây con thấy cái hoàn cảnh của chú như thế này. Thì hiện giờ là con cũng rất là đồng cảm và thương cho chú ha. Tại vì chú cũng gặp một cái hoàn cảnh đang khó khăn, đang nghèo khó thiếu nợ người ta. Dạ, dạ. Nên hiện giờ là con đã nhận được tiền là 100 đô của anh Bình và chị Kim ở bên Mỹ gửi cho con. Thì nay con trao cho chú là 2 triệu 3 đi. Cũng như là gửi đó cho chú 2 triệu 3 thì giờ con chăn này là khi nào mà có người nào mà mua thả thì chú cứ mua bán ha. Và qua cái video này là con kêu gọi mọi người á, là chắc nổi trong vòng tuần lễ gì có ai mà đóng góp cho Châu Phú quý vị thì để mua con chăn này đem lên trên núi thả thì Châu Phú sẽ cộng vào sổ để đem đi thả nha quý vị. Thì trước tiên Châu Phú gửi cho chú Bình là 2 triệu 3 thì để giúp cho chú Bình vượt qua cái khó khăn này quý vị. Vì chú Bình hiện giờ cũng đang thiếu nợ người ta 20 triệu thì mong nếu mà ai mà góp được cho chú Bình 20 triệu á để trả nợ thì chú Bình cũng cho con chăn luôn ha. Dạ, dạ, đó là trả nợ là dạ, sang ngang trả liền luôn dạ, phải không? Dạ, 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 trả luôn có một à. Vậy ha. Dạ, chị, rồi chứ, là chứ không cần bán luôn không ha. Luôn. Không cần bán. Dạ. Chủ nếu có 20 triệu là tôi trả sang ngang luôn là bắt đầu là con chăn này là ai làm gì đó làm tôi không cần tới nữa. Vậy đó ha. Dạ, 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 dạ. Thiệt á, ông được con chăn này là ông mừng dữ lắm á chú. Khóc luôn ha. Chú thiệt luôn á. Không có nói dốc đâu chú à. Phải đây hết đi. Khổ lắm. Bởi vì tôi nghĩ vậy nè. Cái nếu mà nó giữ á thì người mình giái mà nó giữ thì người ta không cho thì nó đi rồi. Dạ. Còn này nó nằm lùm thinh mình xin giái xin mà người ta cho vậy là mình biết người ta cho mình rồi. Dạ, dạ. Nên mình đang khổ thì mình phải có cái để mà trả nợ được chắc có thể mình được vuột nợ. Dạ, dạ, dạ. Cho nên mình quá mừng. Con tính đi một tháng vậy là đóng một triệu là 150 ngàn đó. Là đi làm mướn nhiều là đóng nợ hết trơn. Đóng nợ hết trơn luôn đó. Mà mướn nhiêu là con coi ông chú con đóng nợ hết trơn luôn đó. Hiền khô à, không có gì bình thường. Qua đây chơi con. Dạ Thảo đi gì? Đi hả? Đi qua đây chơi. Qua đây con phỏng vấn luôn rồi cô gần đây hả? Đâu nhà cô đâu cô? Nhà đó ha, cô thấy là con chăn này trước giờ cô có nhìn thấy là bao giờ chưa? Chưa. Vậy đó ha. 3 triệu đó. Thấy kỳ lạ không? Thấy kỳ lạ, không từng thấy luôn, mới từng thấy nè. Thấy ông đó bắt là mới từng thấy đó. Vậy đó ha. Ờ. Giờ lão giờ không thấy thiệt chứ. Không từng thấy thiệt á. Không từng thấy luôn. Đây vậy cô quay phim giùm con cái nha. Cô cầm cô quay giùm con cái ha. Quay phim lên đó hả chạy. Cô cầm cô quay giùm con đi vô. Không, được rồi. Hiền ha. Cô à. Mà chị Tư còn chưa từng thấy đó mà đừng nói tới em. Nghe nó lấy bắt được chân bạc. Thấy không Tư kìa Tư, cái nó hiền của bà. Ừ. Có gì đâu. Hiền chân. Chú này ở đâu? Dạ con hả? Con ở Long Xuyên. Ở Long Xuyên. Dạ. Rồi vậy mình ngồi luôn hết chú, ngồi đại luôn đây. Hay ngồi luôn đi. Ha. Này để cái mình nó qua bên con với. Ừ, để qua bên chú nó. Cái mà cái đầu qua bản đi. Không dám đận đầu không được. Không sao đâu. Rồi. Thiền dễ thương quá ha. Vâng, kính thưa quý vị thì anh Bình và chị Kim ở bên Mỹ quý vị gửi cho sư huynh Tấn Dũng của Châu Phú á là cho Châu Phú là 100 đô là trị giá 2 triệu 3
thì Châu Phú nhận được cái số tiền 2.3 triệu rồi á, thì Châu Phú nói là cũng như Châu Phú nhận và Châu Phú sẽ gửi cái số tiền 2.3 triệu này nè quý vị cho chú để mà hỗ trợ một phần nào đó khó khăn cho chú, vì chú hiện giờ đang hỗ nợ người ta là 20 triệu quý vị. Thì chú cũng là mong là nhận được số tiền 20 triệu là để trả nợ sang ngang liền luôn quý vị, là chú sẽ tặng con chăn này không. Còn nếu mà như bây giờ là chú mà muốn không có được 20 triệu á, thì cho chú 15 triệu cũng được để chú có thể trả bớt phần nào đóng lời cho người ta quý vị. Thì Châu Phú trao cho chú là 2.3 triệu luôn quý vị, cũng như là cái này là Châu Phú sẽ hỗ trợ cho chú vì chú đang gặp khó khăn hoàn cảnh như vậy đó. Thì mai mốt bà con mà có gửi cho Châu Phú á, thì Châu Phú sẽ cộng dồn cái số tiền lại, khi nào mà đủ 15 triệu hay là dư nữa thì được 17, 20 triệu gì đó, Châu Phú sẽ đem tới và trao cho chú và trả nợ. Tới ngày đó chú hẹn với chủ nợ lại con trả luôn ha. Dạ, thương quá. Chú khổ áo gách chân quý vị. Cảm ơn là không có ngày bằng không đi lặn lội bằng đêm không á. Vậy ha. Lặn lội bằng đêm không à. Nói chung thì ở đây không có đàn ông nào mà qua anh đâu, mặn dữ lắm. Đây là cũng là một cái duyên. Chú nhận được gì là cũng là một cái duyên. Thì con mong qua cái video này nè, chú thím cũng cố gắng sẽ mình niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật, thì được trời độ thì cho mình có một cái sức khỏe và có một công việc khác làm tốt hơn, sẽ phát triển hơn ha. Cái này cũng như con gửi 2.3 triệu là con hỗ trợ cho chú đang gặp khó khăn như thế này. Thì khi nào bà con có mà gửi nữa đó thì con sẽ đến đây và quay. Còn nếu mà chú mà có ai mà có cũng cái tâm nguyện đi đến đây nè mà mua thả quý vị, thì 2.3 triệu này em xin trao cho chú luôn, vì chú quá khổ nha anh Bình chị Kim. Em nhớ anh Bình chị Kim chứ không biết nhớ đúng tên luôn nữa, có gì thông cảm nha. Tại vì anh Tấn Dũng gửi cho em mà đi gấp quá rồi em cũng không có lấy sổ ra đọc nữa. Vậy cũng xin cảm ơn mấy anh chị giúp đỡ được cho em được một phần em cũng mừng. Dạ. Cũng cảm ơn mấy anh chị. Dạ. Chân rất là hiền nha quý vị. Chân này nè là lúc mà chú bắt được là những cái con gì chú? Con ve hả? Con ve, nó cắn. Ve cắn ha. Nó cắn đây nguyên một về như vậy cũng cháy mình chứ. Vậy là chân này là ở trên núi rồi. Mấy con ve cắn nha quý vị. Rồi tôi gỡ ra nè. Thấy tội nghiệp quá, gỡ nè, cắn. Trời ơi, bắt nó làm tin rồi chú ơi, không có gì đâu con ơi, nó con hiền lắm. Cái con chăn mà bông bông á, tao không có giúp gỡ, mà cái con này là giờ nó mềm xe chị đau luôn ha. Rồi, thì khô à. Thì khô à. Rồi, thử ai. Trời ơi, con sợ lắm, nó mới là mềm xe quá. Dạ, thương quá. Thương quá quý vị. Vì dạ. Nhìn nó, mình nhìn cái con chăn mình đó thì cái dãy nào cái nó bự bự vậy ha. Dạ. Còn nó rất là nó nhuyễn luôn. Quý luôn, nó chạy có hàng ra nè, nhìn rất là đẹp. Dạ. Nên thấy vậy tại như nó biết mình đi tới để mà giúp nó quý vị. Hiền khô nằm im gu nè. Thì phóng sanh đi thì yêu cầu tôi ruột được nợ tôi rồi, cô bác cũng sanh ha, là làm gì đó thì là. Dạ dạ thì cũng như chú mong là trả được nợ rồi đó, là ai muốn phóng sanh cũng được. Mình hỏi xin ông bà vậy thôi. Dạ. Chứ không phải là mình muốn mình bắt nó đâu, tại quá khổ rồi. Dạ, bắt được con chăn này mừng lắm, giái bán được đang trả nợ cho người ta con ơi, chứ cũng dạ. Không có muốn bắt nó đâu. Vậy ha. Dạ. Vô ngồi chơi bạn. Châu Phú vô ngồi chơi. Sao nè, ngồi ghế tôi nè. Tao thấy con chăn này thấy sao bạn? Thấy cũng im á. Vậy hả? Trời ơi. Kìa thấy không, nó hiền khô à. Mở làm như ông bà độ vậy đó con. Dạ. Thì khô à. Dạ. Đó thấy chưa? Đừng có. Trời ơi, hồi nào giờ tao không dám. Sao bạn trước giờ có từng thấy chăn như thế này chưa? Em thấy trên YouTube mà. Vậy không đó thấy ở ngoài. Vậy ha. Con này là thấy ngoài đầu tiên nè. Đầu tiên ha, cảm giác thấy sao? Thấy nó đẹp. Vậy ha. Đẹp mà hiền nữa ha. Đẹp mà hiền. Nè nè nè, dính cái đuôi đi. Mình dở nâng nó lên đây. Nè đó, mình nâng nó lên cho đẹp ha. Má khổ luôn.
Để lâu. Rồi mẹ đổ luôn, chắp tay lên ha. Con lên đây ngồi. Ngồi kế ngoại. Rồi. À, Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, thì video của Châu Phú đã dài rồi. Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Và không quên chúc toàn thể quý vị có thật nhiều sức khỏe, luôn an vui trong cuộc sống nha. Qua video này Châu Phú cũng mong quý vị và các bạn hãy chung tay với Châu Phú để thả con chăn này, và có thể giúp cho chú Thím ở đây trả một phần nợ cho chú Thím an tâm nha quý vị. Rồi vậy thì con xin chào và tạm biệt. Mong chú Thím qua cái video này thì con mong chú Thím sẽ cố gắng niệm Phật và tinh tấn để tu hành, để mình sẽ có một công việc khác tốt hơn và phát triển hơn, giàu có hơn. Dạ, dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ dạ dạ. Nam Mô Phật. Cảm ơn chú. Rồi con đi con chạy về trước đây nha, Thím còn đi qua gác thăm bà bên đây nữa chú. Dạ. Đó, sẵn chuyến ha. Rồi rồi rồi. Tao bên đây rồi. Có chị bên đây chị đi nằm nhà. Dễ thương quá. Dễ thương quá, để cổ nè. Không, nó là chăn quan giả mà nó hiền á. Đúng rồi, đúng rồi. Chăn quan giả mà hiền quá. Chứ mấy con chăn mà có ông bà cho nè. Mình rồi, đâu có cho giữ mấy vậy. Rồi. Thì cố gắng nha chú. Dạ. Thì vâng, kính thưa quý vị, thì Châu Phú đã gửi cho chú 2.3 quý vị. Nhưng mà Châu Phú có đặc biệt là nhắn nhủ với chú là có ai đi đến mà mua thả. Tại vì Châu Phú hiện giờ chưa có đủ tiền. Thì chú cứ bán cho người ta để thả. Vậy đó. Và với điều kiện thả nha quý vị. Thì 2.3 của Châu Phú gửi thì tặng cho chú luôn. Là tại vì của anh Bình chị Kim. Nhưng mà ở hoàn cảnh này cũng khổ quý vị. Nên Châu Phú có một cái dự định như thế. Thì mong quý vị và các bạn cũng ủng hộ cho Châu Phú và thương cho chú và Thím nha quý vị. Vì chú Thím này cũng khổ quá quý vị. Dạ, cảm ơn. Thân ái chào và tạm biệt nhé.